Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024, giá gạo vọt lên 1.600 USD trên 1 tấn. Giữa lúc giá gạo thế giới sụt giảm vì Ấn Độ xả kho gạo, thì giá gạo Việt Nam vẫn đứng ở mức cao, đặc biệt là gạo ST25 tăng giá mạnh. Theo bà Dương Thanh Thảo, phó giám đốc công ty cổ phần gạo Ông Thọ thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp chuyên các dòng ST cho hay, gạo ST25 vẫn đứng ở mức cao do nguồn cung khan hiếm. Hiện nay đang bước vào cuối vụ ST25 tại Đắk Lắk với giá thu mua lúa tươi khoảng 12.300 đồng một ký, cao hơn giữa vụ khoảng 700 đồng một ký. Do giá lúa ở mức cao nên giá gạo ST25 xỉ ở mức từ 31.000 đến 33.000 đồng một ký. Đơn hàng có lượng mua tối thiểu vài tấn, giá bán lẻ cho người tiêu dùng khoảng 38.000 đồng một ký. Giá gạo này là giá kỷ lục nên đối tác nhập khẩu khó e dè. Hiện chúng tôi xuất khẩu gạo ST với giá khoảng 1.600 USD trên 1 tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ khoảng 1.100 đến 1.200 USD trên 1 tấn, bà Thảo thông tin. Cũng vì giá gạo ST của Việt Nam hiện quá cao nên thị trường Trung Quốc cũng gần như ngưng mua. Theo ông Vinh, thị trường gạo lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc về phân khúc giá bán lẻ từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Và phân khúc này giá vẫn ổn định, giá lúa ST tăng kéo theo giá gạo ST tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Hiện giá gạo bán lẻ khoảng 44.400 đồng một ký. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay, ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng với mặt hàng lúa và gạo, trong đó lúa OM18 tăng mạnh 1.000 đến 1.200 đồng một ký, giá gạo tăng nhẹ 50 đồng một ký. Thị trường nếp hôm nay không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua, lúa OM18 tăng 1.000 đến 1.200 đồng một ký. Trên thị trường lúa ghi nhận tại các khu vực Đồng Tháp, An Giang giá ổn định, giao dịch lúa mới chậm, sức mua không nhiều. Trên thị trường gạo ghi nhận tại các địa phương như Sóc Trăng, Đồng Tháp, giao dịch trầm lắng, kho mua chậm, ít gạo đẹp, giá các loại gạo bình ổn. Tại các chợ lẻ hôm nay ghi nhận giá gạo không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua ở mặt hàng gạo lẻ. Trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có sự điều chỉnh với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ở giá 427 USD trên 1 tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm có giá 524 USD trên 1 tấn. Gạo 25% tấm có giá 495 USD trên 1 tấn. Đối với mặt hàng gạo thành phẩm hôm nay, gạo IR504 12.550 đến 12.650 đồng 1 ký, tăng 50 đồng 1 ký. Gạo nguyên liệu IR504 10.600 đến 10.700 đồng 1 ký, tăng 50 đồng 1 ký. Giá tấm OM5451 9.300 đến 9.600 đồng 1 ký. Giá cám khô 6.700 đến 6.800 đồng 1 ký, tăng 300 đồng 1 ký. Giá lúa tươi hôm nay có sự biến động ở từng địa phương như sau. Giá lúa tại Kiên Giang, Nàng Hoa chín 7.100 đến 7.300 đồng 1 ký. OM34 6.500 đến 6.700 đồng 1 ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng 1 ký. OM18 8.400 đến 8.600 đồng 1 ký. Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký. MNL 202 8.000 đến 8.200 đồng 1 ký. ST24 ST25 11.600 đến 12.500 đồng 1 ký. Nếp tươi 7.600 đến 7.800 đồng 1 ký. RVT 7.700 đến 7.900 đồng 1 ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký. Zmin 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký. IR504 7.100 đến 7.300 đồng 1 ký. Giá lúa tại An Giang, OM5451 7.800 đến 8.000 đồng 1 ký. Nàng Hoa 9 7.200 đến 7.400 đồng 1 ký. Đài Thơm 8.200 đến 8.400 đồng 1 ký. OM18 8.500 đến 8.700 đồng 1 ký. IR504 7.000 đến 7.200 đồng 1 ký. RVT 7.600 đến 7.800 đồng
một ký, lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký, nếp tươi 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau ST24 11.700 đến 11.500 đồng một ký, OM5451 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM18 8.200 đến 8.400 đồng một ký, RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký, Đài Thơm 8.100 đến 8.300 đồng một ký, ST21 11.700 đến 12.500 đồng một ký, IR504 6.800 đến 7.000 đồng một ký, Nàng Hoa 9 7.200 đến 7.400 đồng một ký, OM380 6.500 đến 6.700 đồng một ký, MNL202 7.700 đến 7.900 đồng một ký, OM34 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Hương Châu 6 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR504 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM18 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM380 6.700 đến 6.900 đồng một ký, OM34 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký, OM54 51 7.500 đến 7.700 đồng một ký, Hương Châu 6 7.700 đến 7.900 đồng một ký, RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký, lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng một ký, ST24 ST25 11.800 đến 12.600 đồng một ký, Nàng Hoa 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR504 7.000 đến 7.200 đồng một ký, OM34 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM54 51 7.600 đến 7.800 đồng một ký, OM4900 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM380 6.700 đến 6.900 đồng một ký, lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng một ký, Nàng Hoa 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR504 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM18 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM54 51 7.700 đến 7.900 đồng một ký, Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký, RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký, ST21 11.700 đến 12.500 đồng một ký, Hương Châu 6 7.700 đến 7.900 đồng một ký, lúa Nhật 7.600 đến 7.900 đồng một ký, Japonica 8.200 đến 8.400 đồng một ký, Jasmine 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM34 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Nàng Hoa 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 8.400 đến 8.600 đồng một ký, OM54 51 7.700 đến 7.900 đồng một ký, Đài Thơm 8.300 đến 8.500 đồng một ký, IR50404 7.000 đến 7.200 đồng một ký, OM380 6.700 đến 6.900 đồng một ký, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng một ký, nếp tươi 7.600 đến 7.800 đồng một ký, Jasmine 8.300 đến 8.500 đồng một ký, ST24 ST25 11.800 đến 12.600 đồng một ký, Nàng Hoa 9 7.200 đến 7.400 đồng một ký, OM34 6.500 đến 6.800 đồng một ký, OM4900 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại Tây Ninh Nàng Hoa 7.000 đến 7.200 đồng một ký, IR50404 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Đài Thơm 8.200 đến 8.300 đồng một ký, OM4900 7.500 đến 7.700 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.900 đồng một ký, OM380 6.700 đến 6.900 đồng một ký, OM34 6.600 đến 6.800 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau: gạo Nàng Hoa 9 21.500 đồng một ký, gạo Nàng Nhen 28.000 đồng một ký, Jasmine 18 đến 20.000 đồng một ký, gạo Tẻ Thương 15 đến 16.000 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 17.500 đồng một ký, gạo Thơm Thái Hạt Dài 20 đến 22.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 23.000 đồng một ký,
gạo sóc thường 18.500 đồng một ký, gạo sóc Thái 21.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo thơm Nhật 22.000 đồng một ký. Chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Trân trọng kính chào.